Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Cứ Bi của mình. Ngày hôm nay mình rất là vui luôn anh em à. Để mình quay cho anh em xem cái này nha. Trên tay mình đang cầm một cái thùng cá. Thì đây là một ông anh ở Ninh Kiều, Cần Thơ gửi cá về tận Quảng Nam để tặng cho mình. Thì bây giờ thì mình sẽ mở ra cho anh em xem ở trong đây là cá gì nha. Mình rất là vui luôn khi mà nhận được cái món quà này. Cái video này mình quay á để cho anh em xem được là mình tặng cá gì nè. Cái thứ hai á là mình quay về cái bộ cá này. Cái thứ ba á là mình gửi lời cảm ơn rất là chân thành đến anh Kiệt đã tặng cá cho mình. Thì cái câu chuyện nó còn ở phía sau nữa. Bây giờ mình sẽ mở cá ra và vừa kiểm tra cá vừa tâm sự với anh em nha. Rồi mình sẽ để nó ở tạm chỗ này nha. Đây là khu vực cá giống của mình. Đây, cá giống là mình nuôi ở dưới thùng xốp hết. Để cho dễ quan sát hơn anh em. Mình nhìn top view, nhìn xuống thấy con nào bụng to thì vớt lên kiểm tra xem là đã có mắt cá con chưa. Nó rất là dễ. Còn nuôi trên hồ kính thì mình nhìn side view đôi khi nó lại khó hơn. Rồi giờ mình sẽ mở nha anh em. Rất là cảm ơn anh Kiệt luôn nha. Thì anh Kiệt này á là khách ở bên mình. Anh đã mua ở bên mình 2 lần rồi. Và vô tình ấy, anh em đợi xíu, chắc là mình phải lấy cái chân mình đè lên. Anh em thông cảm nha. Tại vì một tay quay rồi một tay cắt thì không có cái gì dịn cái thùng lại hết. Anh Kiệt là khách ở bên mình, anh đã mua 2 lần rồi. Và vô tình ấy là hôm bữa anh có nhắn tin anh hỏi mình là kiểm tra giùm anh xem cái bộ cá này á nó có ổn không. Đây là cái lứa cá mà ảnh mới nuôi ra. Đây anh em đợi xíu mình cắt một đường nữa là mình quay cho anh em xem. Tại cái thùng này cũng hơi khó cắt một chút xíu. Mở được chưa ta? Rồi mở được rồi nha anh em. Hy vọng là số cá trong đây nó sẽ khỏe mạnh. Ok mở nè. Wow, ổn hết chưa mấy đứa? Anh cũng, anh em thấy cái cách anh đóng cá không? Anh cũng lót một miếng vải ướt vô trong cái bọc cá nè, để cho mấy cái con cá của mình nó mát. Đây, cái cách đóng này là rất là quen thuộc đối với những anh em nào đã mua cá bên mình. Thì anh cũng mua cá bên mình rồi, anh thấy được cái cách đóng này nó hiệu quả. Nên là ngày hôm nay anh cũng sẽ đóng y chang như mình đóng vậy. Rồi giờ mình sẽ mở ra mình kiểm tra nha, hy vọng là tụi nó khỏe hết. Cái rồi mình kể cho anh em nghe tiếp. Thì nó dính chùm anh em ơi. Giờ không thấy rõ. Wow, đã thấy được em cá đầu tiên rồi đây. Không biết ảnh tặng cho mình mấy con ta. Ảnh tặng cho mình là được một trio. Với lại cái này á là một cái bịch, bịch nước của tụi cá này á anh em, để về cho thùng nước nè. Thì lúc đóng là anh chụp qua cho mình là mấy cái bịch này nhìn nó rất là đẹp nha. Tại vì bây giờ thì vận chuyển đi rồi, nó dập hết trơn nè. Thì mình sẽ kiểm tra nha. Đây, nhìn sơ qua là anh em đã biết con cá này là con cá gì rồi đúng không nè. Ok chưa, vô cái nền đen cho anh em nhìn nó rõ hơn nè. Đấy, đây là một em cá mái. Rồi để mình kiểm tra tiếp. Đây là một em cá trống nè. Anh em biết dòng gì chưa? Nhìn con cá trống này mà anh em chưa biết dòng gì nữa thì đây chính là dòng Lutobat Rick Bong. Bộ cá này mình nhìn mình rất là mê luôn. Thì vô tình hôm bữa là anh có được bầy cá này nè. Cái rồi anh gửi video qua, anh hỏi mình là mấy con cá này ghê nó ổn đạt, màu mè nó như thế đó. Rồi rít bông phiên tay bơi của nó vậy thì có ok không. Thì mình xem cái bộ cá này rồi, bộ cá này nó rất là gọn cá luôn. Đây là một trong những cái gu mà mình thích nhất nè anh em. Đây cái dòng Tobat rít bông á, thường thì những cái góc đuôi của nó sẽ bị bắn tia. Và những cái bộ mà bắn tia thì trước giờ là mình chưa chơi, mình rất là kỹ tính trong cái việc mà đi chọn bộ cá anh em.
mà cái bộ của anh Kiệt thì nó cũng không có bị bắn tia, nếu mà có bắn tia thì là chỉ là cái tia chút xíu đó thôi, nó không vấn đề, không ảnh hưởng. Chứ có những bộ là bắn tia gần như là ra xì qua lô vậy thì nó sẽ rất là xấu, nó không có gọn gàng, cá nhìn con cá nó không có được sạch. Thì đây là cái bộ cá mình rất là thích như vậy. Còn về phần rít bông nè, fin nè, tay bơi nè, bộ cá này gần như là nó có tất cả rồi. Gần như là nó có tất cả rồi, mình chấm điểm cái bộ cá này thì cũng phải được là 8 điểm trên 10. Đó, còn vô tay mình thì anh em sẽ biết là nó sẽ lợi hại như thế nào. Thì bây giờ thì nó chỉ như vậy thôi, chứ còn vô tay mình nữa thì mình chắc chắn là nó sẽ tốt hơn. Và mình hỏi, mình chấm điểm xong thì mình mới có nhảy là mình thấy bộ cá này nó ưng cái bụng mình quá rồi, mình mới nhảy là mình hỏi mua. Thì ảnh nói là ảnh tặng chứ ảnh không bán. Thì mình mới nói là thôi bây giờ em cũng cần cá thêm một bộ cá nữa để mà em làm giống á, thì anh cứ kiểm tra đi được bao nhiêu cặp á, rồi báo em chốt. Bây giờ thì em đi giặt lọc với lại vệ sinh hồ cá cái đã. Mình làm đến tối vô rồi á thì mình mới đọc tin nhắn, thì ảnh vẫn nhất quyết á là anh tặng cho anh không bán. Thì mình để cái đoạn trò chuyện của mình với anh Kiệt ở đây cho anh em xem ha. Thì nói chung á là ảnh cũng rất là mến mộ mình, ảnh muốn giao cá này cho mình á là vì ảnh tin tưởng như là mình sẽ giữ cá được. Với cái thứ hai á là ảnh nói là ảnh muốn giao lưu với những anh em mà kiểu như là làm những cái cá mà cao cấp á, cá chuyên á, thì không làm cá giá rẻ anh em. Thì đây ảnh giao lưu cho mình cái con cá này, ảnh tặng luôn. Cái thứ hai á là để mà mình sẽ giữ cái bộ cá này cho ảnh, ví dụ như sau này ảnh cần cá để mà đổi máu thì ảnh sẽ lấy cá ở trại mình về lại để mà ảnh đập vô ảnh đổi máu cho nó không bị trùng huyết. Hoặc là ảnh bị, ví dụ như là ảnh bị mất bộ cá đi thì ảnh sẽ lấy cá ở trại mình về lại. Thì nói chung là mình là một cái chỗ để giữ cá cho ảnh nữa. Cái thứ ba là ảnh muốn mình có thêm cái bộ cá này để mà mình làm ra rồi mình chia với tất cả các anh em. Đấy, thì nói chung là đó là một trong những cái điều mà hôm bữa anh đã chia sẻ với mình rất là nhiều lần. Nhìn mê quá anh em ơi, bây giờ mình sẽ cho nó ra keo xô và mình quay cho anh em xem nha. Tay bơi nó đúng là đẹp luôn á anh em. Bộ cá này gần như là có tất cả. Ok. Và mình cảm giác là cái cách mà đóng bịch bằng cái cổng thun này, cho dù có cột hai lớp đi nữa thì nó vẫn bị xẹp. Thì tốt nhất là mình nên đóng cá bằng cái cách mà mình thắt cái miệng bao lại á, thì nó sẽ chắc hơn, nó ok hơn á nè. Nó hơi xẹp nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng đến cá nha. Rồi bây giờ mình thả cá ra keo xô cái đã. Bây giờ mình mang lại cái chỗ này có đèn nè, rồi mình quay cho anh em xem. Đây là một cái bộ tô bát mới nữa về trại của mình. Thì mình không làm những dòng cá hot, những dòng cá nổi anh em, mà mình chỉ thích những con cá mà của ngày xưa thôi, như là tô bát, con rét hay là rồng đỏ, hát bê rét các kiểu vậy. Đây, bộ cá này anh em nhìn thấy như thế nào? Nói chung là con này nó hơi bị toe cái fin một chút xíu do trong quá trình vận chuyển anh em. Anh em thấy cái fin nó rất là khủng nha. Cá này mình nghĩ là lúc trước anh Kiệt anh nhập giống là cũng không có hề rẻ đâu, rất là cao đó. Đây được một trio như thế này, nhìn rất là mê luôn anh em ơi. Anh em chấm cái bộ cá này được mấy điểm? Nó gần như là toàn diện về được cả fin, cả rít bông, cả tay bơi, rất là ổn. Con cá này nhìn rất là cứng cáp luôn. Đây, con máy lớn nó bơi là anh em thấy không? Trời ơi, nhìn con cá là anh em thấy mê ly không? Và trong cái quá trình vận chuyển đi 2 ngày thì anh em nhìn nó khá là ổn. Đấy, thì mình chỉ cần dưỡng lại, mình chăm đâu đó tầm khoảng 3-4 ngày là con cá nó sẽ trở về lại với cái form bình thường. Thì trong cái quá trình vận chuyển lúc nào nó cũng sẽ như vậy hết nha. Và cái bộ cá này là mình chấm 8 điểm trên 10, rất là ok. Nếu mà anh em nào có thích cái bộ cá này á thì có thể là liên hệ mình, hoặc là mình sẽ để cái số điện thoại của anh Kiệt ở cuối video cũng như là ở phần bình luận của video này, để anh em cần thì anh em sẽ nhấp vào đó, anh em liên hệ với anh Kiệt để sở hữu được một cái bộ cá như thế này. Một cái bộ cá rất là khủng. Mình nghĩ cái bộ cá này trong tương lai nó sẽ rất là kinh khủng luôn đó anh em. Rất là kinh khủng, trong mắt mình là như vậy.
Và cái bộ cá này á vẫn chưa được khai thác tối đa đâu anh em ạ. Mình sẽ khai thác nó thêm một phần nữa để xem thử là nó lên hết cỡ là nó sẽ như thế nào nha. Vì hôm bữa anh quay cho mình xem một bầy cá là nó lên rất là đều rồi, mình nhìn rất là mê, rất ưng cái bụng rồi. Nói chung là trong bầy cá đó có bao nhiêu con là anh vớt lên hết để hỏi mình là xem cái gen cá nó có ổn không đó. Nên là mình mới biết cá này mình mới nhảy mua. Chứ bộ cá này tìm ở trên thị trường á sẽ rất là khó. Không có bộ cá nào mà như này hết. Trước giờ mình chưa từng gặp. Thì bộ cá tôi bắt rít bông đó là mình có rất nhiều bộ rồi. Để bây giờ mình đi thùng nước cho tụi cá này, rồi mình sẽ quay cho anh em xem những cái bộ cá mà mình đang nuôi ở trại. Đây là tô bát rít bông, đây là cái khu tô bát rít bông của mình đó anh em. Cái bộ này là tay bơi rất là dài luôn, rất là khủng. Nhưng mà cá này á, thì mình vẫn chưa khai thác hết được. Vì hôm bữa ông anh mình á, ổng mua là cá rất là xịn luôn. Ổng mua cá tiền triệu về ổng nuôi. Thì nó đẻ ra không có đạt như là mong muốn của ổng ấy. Thì mình mới nói là em muốn thử sức cái dòng cá tô bát rít bông mà anh đang nuôi đó. Thì thôi anh bán cho em đi, rồi về em khai thác xem thì là nó lên hết cỡ như thế nào. Thì đến bây giờ vẫn là cái đời F2 đây anh em. Đời F2 thì nó vẫn chưa có gì đặc sắc hết. Nhưng mà đời thứ 3, đời thứ 4 thì chắc chắn nó sẽ được tốt hơn. Tại vì cá anh lấy giống về đúng không? Để nhà anh là F1, thì anh lấy con F1 đó anh đưa cho mình. Thì mình hỏi mua nhưng mà cũng không bán nha anh em. Đưa tiền không lấy, tặng cá về để cho mà mình làm, mình khai thác. Thì mình lấy F1 đó về, mình cho nó đẻ ra F2. Thì đây là hai cái hồ này là F2. Để mình sẽ quay cho anh em xem sơ nha. Giờ lấy cái thùng kem xuống để thùng nước cho cái bộ tô bát mới cái đã. Trời ơi con cưng. Đây đây, để mình lấy thêm cái bịch nước của anh. Này là nước cá chứ ta. Hy vọng là nước cá nha. Sợ anh lấy cái nước khác thôi. Rồi ok. Bây giờ là chuyển em nó qua thôi. Trời ơi. Rồi mình sẽ múc nước ở nhà mình, châm vô dần dần cho cá nó quen. Thì mình sẽ nuôi nó ở cái hồ này luôn. Trong hồ này là vẫn đang có cá đó nè. Mình sẽ lấy mấy con cá giống đó ra sau. Đây cá mới về. Từ từ hẳn cho nó ăn. Mình chỉ châm nước cho nó quen. Thì chút xíu á, chút xíu chiều tối á, thì mình sẽ nhiễu vô đây một xíu Artemia thôi. Ăn cho nó có sức để mà nó cầm hơi thôi. Rồi khi nào mà nó ra hồ lớn như thế này rồi á, thì mình sẽ cho nó ăn cái chế độ như bình thường. Tại vì trên đây đang ít nước nè, anh em cho ăn như bình thường là nó sẽ đi phân ra, nó hư nước, nó ảnh hưởng đến con cá giống của mình đó. Nó bị cháy vây đuôi nè, cháy tay bơi. Cái tình trạng đó thì nó rất là thường gặp ở cái dòng cá tô bát tay bơi bướm này nha. Rồi đây là cái bộ cá mà mình cũng được tặng nè. Cái này là F2. Rồi nó lanh lẹ như vậy. Đây đây, con này để mình bắt tay mình bỏ lên kem mình quay cho anh em xem nha. Thì cái cảnh mà vớt cá lên mình không có quay cho anh em xem được đâu. Đây là bộ tô bát rít bông thứ nhất ở trại của mình. Cá này là cá F2 đó. Của ông anh mình, ông mua cá giống với ông nuôi ra F1. Ông nuôi không đạt ra cái tỷ lệ đó, ông đưa cho mình cái F1 đó. Giờ F1 mình nuôi ra F2 thì mình vẫn chưa khai thác được hết tối đa của cái bộ cá này. Mà anh em thấy được cái con cá giống á thì anh em mới mê, anh em mới có động lực anh em làm, anh em muốn kéo con cá nó lên. Thật sự như vậy. Thì mình sẽ cố gắng mình lấy lại cái gen cho cái bộ cá tô bát rít bông thứ nhất ở trại của mình đây. Này, cá này thì size nó mới hơn tháng chút xíu thôi anh em. Cho nên là về phần tay bơi nó chưa có ra nhiều. Còn cái fin của nó thì nó cũng chỉ tương đối thôi, chưa có thể gọi là dày. Rít bông nó cũng chỉ là mức tương đối. Này, đây là bộ thứ nhất à. Cái bộ này cái vây của nó rất là tròn. Mình để ý nha, cái vây của cá trống nó rất là tròn luôn. Có mấy con nó gần như là BD hết vậy. Rất là xịn sò. Rồi, thì giờ mình sẽ thả nó xuống và mình qua mình quay cho anh em xem
bộ Tobias Red Bomb thứ hai ở trại của mình. Nói chung là sưu tầm rất là nhiều bộ nha. Thì sắp tới thì mình sẽ thu gom lại, mình thấy cái bộ nào nó ok nhất thì mình sẽ chuyên tâm mình làm một bộ thôi. Đó. Và cũng giống như là con Tobias Red Bomb ở trại của mình vậy. Thì đây là mấy con cá giống Tobias Red Bomb của mình nè. Qua đây mình quay cho anh em xem bộ Tobias Red Bomb thứ hai. Bộ này á, là mình làm giữa con Finsey với lại con Hackmoon, nó ra được cái bộ như thế này nha. Để mình rút cái giấy oxy ra. Anh em thấy cá đã không? Thì nó ra những con cá trống ghen á, nó ra luôn BDS Beattail luôn. Y chang cái con mà Beattail khi trước mình nuôi, trước khi mà con Hackmoon nó xuất hiện á, thì lúc đó mình vẫn nuôi Beattail mà. Thì giờ mấy con cá trống này ra y chang Beattail luôn nè. Để mình vớt lên keo mình quay. Và đây là bộ Tobias Red Bomb thứ hai ở trại của mình. Mình làm ra từ con trống Hackmoon với lại con mái Finsey. Nó ra được cá như thế này. Anh em thấy là cái đuôi cá mái rất là tròn luôn. Nó đúng chuẩn là của Beattail rồi đó anh em. Thì bây giờ mình sẽ cải thiện cho nó lên Hackmoon. Tại vì á là mình thấy cái con cá trống gen của dòng mấy dòng Red Bomb á rất là xấu. Vây nó là vây dấu ngã mà cái đuôi nó là tam giác nên nhìn nó bơi cái cà phẻo á, nhìn nó không có mê ly gì hết. Mình muốn nâng cấp lên là cho nó đẹp con trống nữa. Thế nên là mình mới làm với lại cái Hackmoon như thế này. Nói chung là mình muốn gắn cái đuôi Hackmoon, gắn cái vây to lên trên cái con Red Bomb. Thì bây giờ là mình chấp nhận mình đánh đổi là cái fin nè, cái Red Bomb nè, cái tay bơi của con cá mái nó bị ngắn lại một chút. Nhưng mà giờ mình làm cái đuôi trước, rồi còn ba cái kia mình sẽ từ từ mình cải thiện nó lại nha. Anh em thấy nó ra đúng chuẩn cái bộ BD Beattail chưa? Nhìn mê không? Góc đuôi siêu rộng luôn. Anh em thấy con cá mái là uy tín rồi. Cá mái của dòng Red Bomb á, thường thì anh em sẽ thấy cái góc trên góc dưới của nó rất là nhỏ. Nhưng mà con này là tròn hết rồi. Đấy, tròn hết rồi là anh em thấy là ok rồi ha. Mình gõ cho nó bơi lên cái nè. Bơi lên đi. Đấy. Đấy, rất là tròn luôn nha anh em. Triển vọng không? Mà sắp tới thì mình sẽ cải thiện thêm cái bộ này lại. Cái bộ này thì mình sẽ không có bỏ đâu. Bộ này mình sẽ nhất định là mình sẽ làm tiếp. Nói chung là sẽ không bỏ bộ nào hết. Sau này rồi á thì mình sẽ có một bộ chuyên về Tobias Red Bomb. Còn một bộ thì nó sẽ là Tobias Red Bomb nhưng mà có đuôi Hackmoon. Thì chắc chắn là dòng Red Bomb này là mình sẽ chơi hai bộ mới đã. Chứ mình chơi một bộ là không đã rồi. Đấy, con cá mái nó bơi lên nè anh em. Rất là mê ha. Rồi ok, cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Nếu anh em thấy video này hay á thì hãy nhấn cái nút like để ủng hộ mình. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha. Rồi ok, bye bye tất cả các anh em nè.